sự nghiệp vẻ vang và cái chết oan khóc của khai quốc công thần bậc nhất thời Lê Sơ. Quý vị và các bạn thân mến, Phạm Văn Xảo là khai quốc công thần bậc nhất triều Lê Sơ. Tên tuổi của ông gắn với những chiến thắng cuối cùng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Chỉ tiếc rằng, một con người có công lao to lớn như vậy lại chết vì những lời gièm pha của bọn gian thần. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? Hãy cùng chân dung lịch sử quay ngược thời gian để tìm hiểu về cái chết đầy oan khuất của vị quan Thanh Liêm này nhé! Những chiến công vang dội. Phạm Văn Xảo sinh năm 1430, có sách ghi là 1431, là công thần khai quốc của nhà Lê Sơ, quê ở đất Thăng Long. Sử sách không nói rõ về gia thế xuất thân của ông. Khi Lê Lợi chuẩn bị khởi nghĩa ở Lam Sơn, ông đã hăng hái tham gia. Năm 1418, khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ, Lê Lợi xưng là Bình Định Vương. Ông được trao chức khu mật đại sứ. Trong suốt 10 năm của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, tướng quân Phạm Văn Xảo đã lập nhiều công lao vẻ vang. Năm 1426, sau khi giải phóng được một vùng đất rộng lớn, liên hoàn từ Thanh Hóa trở vào Nam, Lê Lợi và Bộ Chỉ huy Lam Sơn quyết định tấn công ra Bắc. Các tướng thân tín của Lê Lợi được chia chỉ huy ba đạo quân tiến ra Bắc. Phạm Văn Xảo, Lý Triện, Trịnh Khả và Đỗ Bí, đạo quân thứ nhất. Bùi Bị, Lưu Nhân Trú, Lê Trương và Lê Ninh, đạo quân thứ hai. Đinh Lễ, Nguyễn Sĩ, đạo quân thứ ba. Ngày 13 tháng 9 năm 1426, đạo quân thứ nhất đã giành được chiến thắng đầu tiên tại Ninh Kiều. Đây là nơi có địa hình rất hiểm trở. Trên là dãy Ninh Sơn, dưới là dòng sông Ninh Giang, sông đáy. Đạo quân thứ nhất đã bố trí mai phục sẵn ở đó. Tướng quân Phạm Văn Xảo dẫn một bộ phận nhỏ đến giả vờ tập kích, bất ngờ vào thành Đông Quan. Tướng giặc là Trần Trí thấy quân Phạm Văn Xảo quá ít, liền xông ra đánh. Tướng quân Phạm Văn Xảo vừa thua, chạy về phía Ninh Kiều. Trần Trí chủ quan, cứ thế hô quân đuổi theo. Quân giặc lọt vào ổ mai phục, bị quân Lam Sơn xông ra đánh tới tấp, chết tại chỗ trên 2.000 tên. Trần Trí hốt hoảng dẫn toàn quân chạy thẳng về Đông Quan. Lập công lớn tại Tam Giang. Sau trận đánh quan trọng này, đạo quân thứ nhất xây dựng, củng cố Ninh Kiều thành căn cứ do tướng Lý Triện và Đỗ Bí chỉ huy để uy hiếp thành Đông Quan. Phạm Văn Xảo và Trịnh Khả dẫn quân lên vùng Tam Giang, sẵn sàng đánh viện binh của giặc. Tại Tam Giang, tướng quân Phạm Văn Xảo lại lập công lớn. Ông trực tiếp chỉ huy trận Sa Lộc diễn ra ác liệt vào tháng 11 năm 1426, đánh tan viện binh của giặc do tướng Vương An Lão chỉ huy, hùng hổ từ Vân Nam tiến sang. Giặc bị giết tại trận trên 1.000 tên. Vương An Lão hốt hoảng chạy vào thành Tam Giang. Sau chiến thắng Gia Lộc, ông để lại một bộ phận lực lượng vây thành Tam Giang. Còn phần lớn quân sĩ thì về Ninh Kiều, phối hợp với các tướng Lý Thiện và Đỗ Bí. Các tướng Đinh Lễ và Nguyễn Sĩ cũng đã đem quân đến Ninh Kiều, khiến cho tương quan lực lượng có lợi cho nghĩa quân Lam Sơn. Nhưng cũng đúng vào lúc đó, nhà Minh lại sai tướng Vương Thông đem 5 vạn quân sang cứu viện. Quân giặc trong thành Đông Quan khoảng 10 vạn, nghĩa quân Lam Sơn ở Ninh Kiều có gần 5.000 quân, phải đối đầu với lực lượng rất mạnh của quân giặc. Vương Thông vừa đến Đông Quan đã lập tức chia quân làm 3 mũi, chiếm đóng 3 vị trí quan trọng: Thanh Oai, Sa Đôi và Cổ Sở, dự tính nhất loạt đánh vào Ninh Kiều. Đối phó với Vương Thông. Với cương vị tướng chỉ huy cao nhất ở Ninh Kiều, tướng Phạm Văn Xảo đã học các tướng để hoạch định kế sách đối phó với Vương Thông. Kế sách như sau: chủ động tấn công vào Thanh Oai, phá tan âm mưu của Vương Thông ngay khi hắn chưa kịp thực hiện. Và quả đúng như dự kiến, giặc ở Thanh Oai bị tấn công mãnh liệt, đã bỏ chạy toán loạn, khiến cho giặc ở Sa Đôi cũng chạy theo, bỏ mặc Vương Thông ở đất Cổ Sở. Khi Vương Thông tập trung hết lực lượng về cơ sở để trực tiếp chỉ huy tấn công vào Ninh Kiều, Phạm Văn Xảo đã cùng với tướng bí mật rút hết quân ở Ninh Kiều về Cao Bộ. Sau khi vô hụt nghĩa quân Lam Sơn ở Ninh Kiều, Vương Thông phát hiện được nơi đóng quân mới của Lam Sơn, liền cho quân tiến về Cao Bộ, đoán được ý đồ của giặc. Phạm Văn Xảo đã cùng các tướng rút khỏi Cao Bộ, kéo quân về mai phục ở cánh đồng Tốt Động, Trúc Động. Khi quân Minh ao ạt kéo đến, quân ta nhất tề đổ ra đánh trận, quyết chiến chiến lược kiệt xuất ở Tốt Động, Trúc Động.
10 vạn quân tham chiến của Giặc Minh đã bị giết và bắt sống đến một nửa. Vương Thông bị thương, suýt bị bắt sống, đã hoảng hốt kéo tàn quân về cố thủ ở Đông Quan. Vương Thông từ vị trí của một viên tướng hung hăng, dẫn quân đến cứu nguy, đã bị đánh tơi bời, bị trọng thương và trở thành kẻ kêu cứu viện. Đây là chiến thắng lừng lẫy của nghĩa quân Lam Sơn, trong đó có vai trò chỉ huy của tướng quân Phạm Văn Sảo. Trong Bình Hồ Đại Cáo ghi, Ninh Kiều, máu chảy thành sông, tanh hôi muôn dặm, tốt động, thay phơi đầy nội, thối để ngàn thu. Năm 1427, ông còn chỉ huy đánh chặn 5 vạn quân của Mộc Thành ở Lê Hoa, góp phần lớn vào thắng lợi của chiến thắng Chi Lăng, Sơn Giang, đưa cuộc chiến tranh giải phóng vĩ đại do Lê Lợi lãnh đạo đến thắng lợi hoàn toàn. Chết oan tức tưởi vì gian thần. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi, luận công ban thưởng cho công thần. Phạm Văn Sảo được phong hàm làm Thái Bảo, ban họ Lê của vua. Tháng 5 năm 1429, vua Sai khắc biển ghi tên công thần, ông được phong làm huyện Thượng Hầu, tên xếp thứ 3 sau Phạm Vấn và Lê Sát. Thăng làm Thái Úy, Phạm Văn Sảo trở thành đại thần, được người đương thời trọng vọng. Ít lâu sau, khoảng năm 1430-1431, có người tố cáo ông ngầm mưu phản, Lê Thái Tổ sai người bắt giết ông và thịch tu gia sản. Các nhà sử học đời sau cho rằng Phạm Văn Sảo là công thần bị chết oan. Xin lưu ý, đây là những nguồn tư liệu mà các nhà sử học đã đánh giá nhận định, không phải việc đưa ra là của cá nhân để nói xấu hay có một ý đồ gì về nhân vật lịch sử. Chân dung lịch sử xin được tổng hợp các nguồn tư liệu trích dẫn nói về cái chết của công thần Phạm Văn Sảo. Bộ chính sử của nhà Lê Sơ soạn thảo là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, không trách sự kiện Phạm Văn Sảo bị giết. Theo sách Đại Việt Thông Sử của Lê Quý Đôn thời Lê Trung Hưng, chuyện Phạm Văn Sảo, vua Thái Tổ tuổi già, lắm bệnh, sợ ngày sau chúa nhỏ, Thái tử Nguyên Long mới lên 8 tuổi, cầm quyền, các đại thần như ông và Trần Nguyên Hãn sẽ có chí khí khác. Vì vậy, bề ngoài Lê Lợi tỏ ra trọng vọng, nhưng bên trong vẫn nghi ngờ bọn gian thần Trình Hoàng Bá, Lê Quốc Khí, Đinh Bang Bản, Nguyễn Tông Chí, Lê Đức Dự đoán biết ý vua, tranh nhau dâng mật sớ, khuyên vua sớm trừ đi. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục của nhà Nguyễn đều tương tự như vậy. Đề thi văn sách do vua Lê Thái Tông ban hành trong khoa thi hội năm 1442, khoa thi hội đầu tiên của Hoàng Triều Lê, có mô tả Phạm Văn Sảo chống lại Lê Thái Tổ. Đức Thái Tổ cao hoàng đế, ta lấy được thiên hạ. Nhiều phen xuống chiếu cầu hiền mà không có một ai trúng tuyển. Trong khi ấy thì bọn Hãn, bọn Sảo ngầm nuôi mưu gian. Người đỗ đầu khoa thi này là Nguyễn Trực. Bài thi của Nguyễn Trực có đoạn viết: bọn Hãn, bọn Sảo ngầm nuôi mưu gian, ganh ghét hiền tài, cất nhắc bẻ lũ. Bản thân chúng đã trả ra gì thì làm sao tiến cử được nhân tài. Xem thế, dẫu Thái Tổ cao hoàng đế có nguyện vọng cầu hiền, nhưng bị bọn Hãn Sảo trai lấp hiền tài nên không tìm được. Người xưa có câu, ai tiến cử nhân tài sẽ được ban thưởng mức cao nhất, kẻ nào trai lấp tài năng phải bị trị tội nặng. Vì thế bọn Hãn Sảo đã không thoát khỏi sự trừng phạt của Thái Tổ cao hoàng đế. Bọn chúng cũng là lũ tứ hung đời ngu, lại tam giám đời chu đó. Nhưng dù có bọn tiểu nhân như chúng, vẫn không thể làm hỏng được công cuộc trị nước bấy giờ. Chi tiết này hé lộ rằng, 9 năm sau khi Lê Thái Tổ mất, 1433, triều đình Lê vẫn coi Phạm Văn Sảo là tội thần. Sách Đại Việt Thông Sử của Lê Quý Đôn, quyển 2, Thái Tổ Hạ cho rằng, Phạm Văn Sảo đã thông đồng với tù trưởng địa phương Đèo Cát Hãn chống lại Lê Thái Tổ. Khi trách sự kiện giết Phạm Văn Sảo đầu năm 1431, Đại Việt Thông Sử không nêu rõ lý do. Nhưng sau đó Lê Thái Tổ thân chinh đi đánh Đèo Cát Hãn cuối năm có đề cập nội dung Đèo Cát Hãn thông đồng với Phạm Văn Sảo. Khi đánh xong Đèo Cát Hãn năm 1432, Lê Lợi ra chiếu buộc tội Phạm Văn Sảo cấu kết với Cát Hãn. Năm nay, Cát Hãn nổi loạn lại do âm mưu của Thượng Sảo. Tuy nhiên, có ý kiến của sử gia ở thế kỷ thứ 21 xem việc buộc tội ông cấu kết với họ Đèo là vu khống. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục chép vụ việc Đèo Cát Hãn làm phản, bị đánh dẹp và việc giết Phạm Văn Sảo là hai việc rền rẽ, không liên quan tới nhau. Một số nhà nghiên cứu còn phỏng đoán rằng nguyên nhân sâu xa dẫn tới cái chết của ông là cuộc tranh chấp ngôi thái tử trong triều. Ông và Trần Nguyên Hãn ủng hộ con trưởng Lê Tư Tề,
đã trưởng thành và từng tham gia khởi nghĩa Lam Sơn. Trong khi đó, các công thần thân tín của Lê Lợi do Lê Sát cầm đầu lại muốn lập con thứ Nguyên Long. Cuộc tranh chấp đó dẫn đến sự vu cáo hai người. Suy đoán này không được chính sử ghi nhận. Khi các mối lo mai sau của vua Lê như ông và Trần Nguyên Hãn trừ được rồi, vua Lê hối hận thương hai người bị oan. Đại Việt Sử Thông chuyện Phạm Văn Sào hạ lệnh cho những kẻ tố cáo ông về sau không được tố cáo ai nữa và dù có tài cũng không được dùng nữa. Khi Lê Thái Tông, Nguyên Long lên ngôi, phụ chính Lê Sát định dùng lại bọn gian thần đó nhưng bị các quan trong triều phản đối, đành phải thôi. Đến thời vua Lê Thánh Tông, triều đình đã phục hồi danh dự cho ông, truy phong ông là Thái Bảo, tước Thắng Quận Công. Năm 1451, Lê Nhân Tông ra lệnh đại xá, trả lại điền sản cho con cháu của ông. Năm 1484, Lê Thánh Tông truy phong ông là Thái Bảo, Thắng Quận Công. Quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào về nhân vật đặc biệt này? Hãy để lại bình luận xuống phía dưới video để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Và đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.